Chào các bạn, tôi tên là Bami. Chào mừng đến với Last Day on Earth Survival. Chúng ta cùng vào sự kiện nha các bạn. Rồi vào đây nào, Big Hunt các bạn ạ. Sự kiện là cuộc đi săn lớn. Vào đây xem nào. À, đây là chỗ mở phần thưởng các bạn ạ. Có hai hòm, hòm bình thường và hòm cao cấp. Các bạn có thể mở bằng chìa khóa nha. Còn đây là nhiệm vụ của chúng ta các bạn ạ. Chúng ta phải giết zombie đặc biệt ở các khu vực trên bản đồ các bạn ạ. Còn cái này là cái gì tôi cũng không biết luôn. Được rồi, vậy chúng ta cùng bắt đầu nào các bạn. Chuyển nào các bạn, cùng đi làm nhiệm vụ nào. Whee! Rồi, chúng ta cùng bắt đầu với ba nhiệm vụ nha các bạn. Để tôi xem nào. Vậy chúng ta sẽ đi đây trước nha các bạn. Rồi tiến vào nào. Màn hình chờ hơi lâu một tí nhưng mong các bạn thông cảm. Ồ, mưa các bạn ơi. Uầy, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Tiếng mưa nghe rất là thích nha các bạn. Xong rồi mưa nhìn cũng đẹp nữa. Úi dồi ôi, mưa hắt à, mưa đi đường chéo các bạn ạ. Hắt tuyệt vời. Mấy con zombie đần độn, chết đi cho tôi nhờ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chú gà ở đây không nhìn thấy nhỉ các bạn. Ôi giời, thôi kệ đi luôn các bạn ạ. Rồi ơi, zombie ơi, zombie ở đâu? Đây rồi. Giang xích 2 bit. Ồ, tên nghe lạ thật ấy. Lạ thì cũng chết nha. Đánh được bao máu? 5 máu các bạn ạ. Mà tôi mặc giáp khép la, giáp xịn nhất rồi các bạn ạ. Nên là chắc là cũng cỡ bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Ôi dồi ôi, đi trong mưa thật là thích các bạn ạ. Tuyệt vời. Mặc dù tiếc ở chỗ là mưa nó không rơi xuống mặt đất ấy. Nó rơi xuống mặt đất xong rồi nó nhảy lên, nó lảy lên thì tuyệt vời hơn các bạn ạ. Không có hiệu ứng đấy, tiếc thật. Mưa không thôi vẫn chưa đủ các bạn ạ. Nước mưa phải rơi xuống mặt đất nữa cơ, nó mới tuyệt. Các bạn hiểu ý tôi không? Tách tách ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ này nha các bạn. Lộ đây. Được rồi, cùng vào đây xem là có gì nha các bạn. Ồ, lộng gió các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Nghe tiếng gió cũng rất là tuyệt nha các bạn. Ồ, tên zombie là cái gì ấy nhỉ? Rotting zombie. Toàn nghe, toàn những tên nghe rất là kêu nha các bạn. Đúng là đặc biệt. Thôi chết đi cho tôi nhờ, zombie củi bắp. Khổ ở chỗ là khi chúng ta đi tìm zombie thế này thì tìm rất là mệt nha các bạn. Trời ơi, chẳng biết zombie ở đâu luôn. Mà cái bản đồ thì nó cũng có bé tẹo lào đâu, nó to tổ bố ấy. Đây rồi. Xong. Quá là đơn giản luôn các bạn ạ. Trời lộng gió thì cũng được đấy, mưa cũng được luôn. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhiệm vụ thứ 3 nha các bạn. Rồi, thường thì nhiệm vụ thứ 3 này là con zombie mạnh nhất. Hoặc là tương đối mạnh ở tuyết này các bạn này. Tuyết ở đây, tuyết rơi này, tuyết bay rất là xịn nha các bạn. Còn dưới mặt đất là không có tuyết bao phủ vì nó chưa lạnh lắm. Còn ở khu vực phía bắc thì tuyết bao phủ mặt đất thì nó lạnh hơn các bạn ạ. Nên nào nó cũng khác biệt. Rồi tìm bé zombie nào. Chết đi.
Cái con zombie phun độc này nó phun độc lên người bạn làm bạn hôi rồi bốc mùi rồi zombie đánh hơi các bạn, nó chạy đến thì mệt lắm. Mệt ơi là mệt. Rồi. Đánh thử phát nào. 5 máu. 9 máu. Ôi trời ơi. Nói chung là cũng yếu các bạn ạ, à, không mạnh lắm. Mặc dù tôi mặc giáp xịn nhất ấy, nhưng mà cảm giác là zombie này yếu quá, không có gì đặc biệt cả các bạn ạ. Tránh đường cho tôi đi nào. Trời ơi. Đáng ghét. Rồi. Rồi chúng ta cùng đi nhận phần thưởng nào các bạn. Xem đây, vào đây. Ở đâu nhỉ? Đây, nhận thưởng nào, được chìa khóa các bạn ạ. Và ở bên dưới có nút làm mới ấy, thì các bạn bấm vào đây thì nhiệm vụ sẽ được làm mới. Chúng ta lại tiếp tục thôi. Tiếp tục đi săn zombie nào các bạn. Ủi đang vui. Ồ lần này nó ở ba khu vực phía này luôn các bạn ạ. Chuyện nào. Rồi không biết là môi trường gì đây. Sa mạc các bạn ơi. Sa mạc đất lứt lẻ. Khá là tuyệt vời các bạn ạ. Khá là thích. Ui dồi ôi nóng quá. Nóng ơi là nóng. Dây dinh nát. Rồi 5 đứa. Ôi nó tự chạy lại chỗ mình cũng vui đấy nhở. Nhưng mà tệ một chỗ là mình không đánh ném nó được bằng vũ khí cận chiến ấy. Nhưng mà cũng kệ. Ôi giết mất chú hươu rồi. Tội nghiệp. Thấy tội thật đấy. Nhưng mà cũng không phải là tôi cố ý đâu. Rồi vậy là xong một nhiệm vụ rồi. Lại nhiệm vụ tiếp theo. Rồi xem nào. Thời tiết gì nhỉ? Háo hức quá. Ồ, chưa gì đã nghe thấy tiếng mưa rồi. Mưa thật là thích các bạn ạ. Khi mà trời mưa thì tôi đi ra ngoài mưa tôi tôi nhảy nhót trong mưa cũng vui các bạn ạ. Như một đứa thần kinh ấy nhưng mà vui các bạn ạ. Run xít 2 bit. Cái này lãi gặp rồi. Mấy cái con phun độc này Toxic Peter này rất là đáng ghét nha. Nó làm mình hôi xong rồi. Xong rồi zombie đánh hơi. Rất là mệt. Không vui tí nào. Đây đứa cuối. Chết nha bé. Rồi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ một cách đỉnh đẳng cấp rồi, còn mỗi khu vực cuối cùng thôi, cùng đi kiếm bé zombie cuối cùng nào các bạn. Rồi zombie ở đâu? Festering bloater. Uầy. Ui dồi, tí thì tôi chết luôn đấy các bạn ạ. À, không thể tin được. Mạnh quá, mạnh quá. Không thể tin được luôn đấy. Zombie nó khỏe thật đấy. Xong rồi nó còn làm tôi bị nhiễm độc nữa. Ui dồi, tí thì chết. Tôi không để ý là chắc là tôi cũng chết rồi chứ. Quá là buồn cười luôn. Ồ Red Stop. À cái sự kiện xe máy này rất là xịn nha các bạn. Các bạn chỉ cần tốn một ít xăng đi đến đây rồi các bạn càn quét khu vực rồi được một đến một khẩu rưỡi súng nha các bạn. Rất là xịn nha các bạn. Các bạn lên đi sự kiện xe máy thường xuyên
Nó rất là tuyệt vời luôn, rất là hữu ích, có lợi cho các bạn. Rồi chúng ta cùng vào sự kiện nào các bạn, nhận phần thưởng nào. Ồ, mấy cái phần thưởng cao cấp này các bạn có thể mua nha các bạn. Các bạn mua gói cao cấp thế là được những phần thưởng cao cấp các bạn ạ. Rồi bây giờ phần chính chúng ta sẽ mở hòm nha các bạn. Tôi sẽ mở 4 hòm nha các bạn. Được cái ống sắt này, ống gọi là ống thép thì các bạn, nghe nó vui tai hơn. Ống thép này khá xịn nha các bạn, dùng được trong nhiều thứ luôn, cực kỳ thông dụng. Phần thưởng này tốt đấy các bạn ạ. Băng cứu thương thì cũng không tồi đâu, cũng tuyệt chứ bộ. Bộ phận cao su thì tệ, sắt thì cũng tạm được, nói chung mà không có gì đặc biệt cả các bạn ạ. Rồi đến phần thưởng cao cấp nào các bạn, 4 hòm nha. Rare Animator, đây là súng hồi sinh các bạn ạ. Các bạn chết thì các bạn sẽ sống lại. Ui dồi ôi, vật phẩm này thật là kinh khủng các bạn ơi, thật là tuyệt vời, đẳng cấp xịn sò, quá là chất luôn các bạn ạ. Vì đây là một trong những vật phẩm phải gọi là tuyệt nhất game luôn các bạn ạ, tuyệt nhất trong trò chơi luôn, trong Last Day on Earth Survival các bạn ạ. Nói chung là rất là xịn luôn, cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Ôi dồi ôi, được cái phần thưởng này thì quá may mắn luôn. Ôi dồi ôi, sướng quá đi. Cảm ơn Kefir, vật phẩm xịn nhất trong game các bạn ạ. Rồi khẩu Glock, ui dồi ôi, quá là thông dụng luôn, dùng trong mọi trường hợp, không phải sợ các bạn ạ. Bộ phận súng này, cái này thì cực kỳ hiếm nha các bạn, đắt đỏ, các bạn phải tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều vật chất để kiếm được bộ phận súng nha. Quá xịn. Tự nhiên có cái tấm sắt này tụt cảm xúc thật đấy các bạn ạ. Bựa thật đấy, buồn luôn đấy. Vậy đấy, đấy là phần thưởng rồi các bạn ạ. Đấy các bạn thấy sao? Theo tôi ấy thì cái sự kiện Big Hunt này ấy thì các bạn đi qua các môi trường phong cảnh khác nhau, xong rồi các bạn giết những con zombie đặc biệt thì cũng vui đấy các bạn ạ. Không tệ tí nào, khá là thú vị luôn. Còn phần thưởng á, thì cũng tạm được thôi các bạn ạ. Thôi thì tôi sẽ cho 7 điểm nha các bạn, 6 đến 7 điểm các bạn ạ. Và vì cái lối chơi phong phú tuyệt vời thì tôi sẽ cho sự kiện Big Hunt được BAMI phê chuẩn. Nói chung là cũng được các bạn ạ, không đến nỗi tệ, cũng vui, cũng không tồi tí nào. Nói chung là hay các bạn ạ, xịn, tuyệt vời. Vậy thôi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye. Chào các bạn, tôi tên là Bami. Chào mừng đến với Last Day on Earth Survival. Chúng ta cùng vào sự kiện nha các bạn. Vào đây nào, Gold Rush. Vậy là sự kiện này chúng ta phải tiêu vàng và nhận được vật phẩm Katana, Shotgun, bình máu lớn, AK, mìn, hòm súng và tệp tin của bản thiết kế các bạn ạ. Nói chung thì phần thưởng cũng không đến nỗi tệ các bạn ạ. Trong đây các phần thưởng đều tốt cả, không phải không có phần thưởng nào đều đều đâu các bạn, toàn phần thưởng xịn đấy.
Nói chung là các bạn mà giàu có thì các bạn cứ tiêu vàng rồi nhận phần thưởng thôi. Không có gì đặc biệt cả. Các bạn tiêu vàng là chính, còn nhận phần thưởng là phụ thôi, chứ đừng cố để mà mua vàng xong rồi tiêu để nhận được phần thưởng, vì như vậy thì nó không đúng và không đáng các bạn ạ. Chuẩn luôn. Và đặc biệt là phần thưởng cuối cùng, tệp tin của bảng thiết kế. Như vậy là các bạn sẽ nhận được hai bảng thiết kế tím và bốn bảng thiết kế xanh dương. Ui dồi ôi, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Các bạn mà nhận được phần thưởng cuối cùng này á thì thật là may mắn, thật là tốt, thật là tuyệt vời, thật là đỉnh. Vì cái này rất là đắt tiền nha các bạn. Nếu mà các bạn vẫn chưa hiểu tại sao nó đắt tiền thì để đây để tôi chỉ cho các bạn. Đây. Ôi trời ơi, các bạn chờ chờ tôi một tí. Chờ tôi một tí, chờ tôi một tẹo thôi, để tôi tìm. Đây. Đây. Tệp tin của bản thiết kế với giá là 10 USD. Có nghĩa là tầm 200.000 đấy các bạn ạ. À, quá đắt luôn phải không các bạn? 200.000 cho một tệp tin mà ở đây các bạn còn nhận được đến hai tệp tin nữa. Đấy, là 400.000 luôn các bạn ạ. À, các bạn cứ tưởng tượng mà xem. Như vậy thì các bạn là lời hay là lỗ? Nhưng mà tốt nhất là các bạn có vàng thì các bạn tiêu, chứ đừng cố để mà lấy phần thưởng cuối cùng này nha. Vì như thế thì nó sai lắm, quá sai luôn các bạn ạ. À, vậy thôi, nói chung là sự kiện này cũng được. Vậy tổng kết lại sự kiện Gold Rush, nói chung là cũng được các bạn ạ. À, không có gì đặc biệt cả. Nói chung là các bạn có vàng thì các bạn tiêu thôi, còn nhận phần thưởng chỉ là phụ, nó cũng được, chẳng có gì đặc biệt luôn các bạn ạ. À, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, thôi kệ vậy thôi, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lần sau, bye bye.